Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình cái đài SET 57.4 và Galaxy 19 với chương trình tin tức của chúng tôi. Và tiếp tục đây, mời quý vị theo dõi bản tin Việt Nam và Cộng đồng. Thưa quý vị, mở đầu là một bản tin rất là lạ, đó là tại Việt Nam, nắng nóng tới 45 độ C, tức là trên 113 độ F, người dân mang chảo ra đường để chiên trứng. Trong những ngày qua, à, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung và khu vực Hà Nội đã trở nên đỉnh điểm trong lịch sử khi có lúc lên tới 45 độ C, làm cho nhiều người cảm thấy oi bức khó chịu, ngạt thở. Trong khi đó thì các đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông ở Huế đã dùng chảo để chiên trứng dưới trời nắng mà không cần lửa đã được cộng đồng cả internet chia sẻ tới chóng mặt còn ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thì nắng nóng trên 43 độ C và thêm gió Lào thổi rát mặt nên không một ai dám ra đường vào buổi trưa. Trong khi đó thì các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 tới 40 độ C. Nhiều nơi cao trên 40 độ C như là Hòa Bình đã tới 40.8 độ C, Vĩnh Yên là 41.4 độ C. Hữu Lũng, Lạng Sơn là 41 độ, Sơn Động, Bắc Giang là 41.1 độ, Bắc Ninh là 41.2 độ C, Chí Linh, Hải Dương là 42.2 độ C, Hồi Xuân, Thanh Hóa là 40.3 độ C. Riêng ở Hà Nội thì nhiệt độ cao nhất tại à, Láng lên tới mức là 41.5 độ C, Hà Đông, Hà Nội 42 độ C. Tuy nhiên những dữ kiện nói trên chỉ là mức nhiệt trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế bên ngoài trời thì luôn dao động từ 45 cho tới 50 độ C, nên nhiều người đã làm được thí nghiệm chiên trứng trên đường. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gây nên sự việc nắng nóng đạt kỷ lục trong vòng 40 năm trở lại là do sự tàn phá môi trường như là chặt phá cây xanh, san lấp các ao hồ, bê tông hóa, đô thị hóa vân vân. Điều này đã làm cho biến đổi khí hậu gây nên những hiện tượng như là El Nino và La Nina. Wow, wow, wow. Nóng, nóng, không nóng, thể nóng. tưởng tượng yeah. mình ở đây á cali mình là mùa hè đã nóng nhưng mà mình còn mát 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 còn tưởng tượng mà việt nam mình nóng đồ mà nó mà chiên trứng được là không dạ. thể tưởng tượng nổi phải không mà em? vấn đề chiên trứng thì quý vị ở đây nếu mà đi chơi từ đây mà tới las vegas đó, quý vị qua khoảng nửa đoạn đường tới cái thành phố mà baker bên tay trái quý vị sẽ thấy một cái cột hàng thử biểu đó à. là rất là cao cao như cái tháp đó là cái cột hàng thử biểu đó nhiệt độ là cao nhất trên thế giới đó quý vị à, tại nơi đây mà sa mạc cho nên mùa hè ở cali cũng, cũng chiên trứng được đó. quý vị quý vị nếu mà có dịp và đi lát xưa vâng. thì qua giữa đường thì ghé vào cái cái chậm hàng thử biểu này quý vị nhé vâng thưa quý vị như lúc này nói là cái lý do mà để cho có thể mà nắng nóng như vậy là do không có đủ cây xanh ở trong thành phố thì cán bộ công sản hà nội lại tiếp tục chặt cây xanh thì trong lúc singapore được mệnh danh là một khu vườn của châu á nhờ trồng và bảo tồn cây xanh thì tại hà nội việc chặt hạ cây xanh vẫn tiếp tục diễn ra với lý do là cần phải phát triển Thưa quý vị, theo báo chí lệ phải thì biết thư cộng sản của thành ủy Hà Nội là Hoàng Trung Hải cho biết việc di dời 1.300 cây xanh và thành phố đang lấy ý kiến của người dân. Ông Hải nói rằng có ý kiến muốn giữ lại hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, nhưng dự án chạy đường trên cao thì không thể nào giữ nổi. Một ký giả của báo lệ phải hỏi rằng, nếu như người dân vẫn phản đối việc chặt hạ cây xanh sau khi được hỏi ý kiến thì thành phố sẽ có giải pháp nào khác hay không? Thì ông Hoàng Trung Hải trả lời rằng nếu chứng minh được việc thực hiện dự án đường trên cao là đúng, bắt buộc phải làm thì phải đành chặt cây xanh mà thôi. Một nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội chia sẻ rằng, cách đây gần 2 năm, nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã cho người triệt hạ 6.700 cây xanh đang phụ khắp ngã đường ở Hà Nội để làm đường. Lúc đó thì nhiều bạn trẻ đã xuống đường tuần hành, cứ gọi người dân bảo vệ cây xanh thì bị cho là khùng, là điên, rỗi hơi vân vân. Tuy nhiên thì dưới áp lực của dư luận, nhà công quyền Cộng sản đã dừng lại sau khi đã đốn hạ 3.000 cây. Bây giờ thì trên những ngã đường đó vắng bóng những cây xanh, không một bóng mát mới làm cho người ta hối hận về việc đốn hạ những cây cổ thụ mang lại bóng mát. Bây giờ lại lâm lê chặt phá 1.300 cây xanh ở đường Phạm Văn Đồng để mở rộng làng đường thì không biết người dân Hà Nội có phản ứng gì hay không. Thưa quý vị, một dân biểu Mỹ gốc Việt thăm nhà tù hỏa lò theo một bản tin đăng trên tờ báo Người Việt, thì nữ dân biểu có tên là Stephanie Murphy, tên Việt Nam là Đặng Thị Ngọc Dung đã tháp tùng 11 thượng nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ đến thăm nhà tù hỏa lò ở Hà Nội. Chuyến viếng thăm Việt Nam của các vị dân cử Hoa Kỳ là để thảo luận hợp tác quốc phòng, cùng nhau tìm kiếm tù binh mất tích và hài cốt các binh sĩ Hoa Kỳ, cũng như tình hình an ninh trong khu vực. Theo thông báo của văn phòng dân biểu Mark Thomberry thuộc đảng Cộng hòa tiểu bang Texas, chủ tịch ủy ban quốc phòng hạ viện cho biết là ông Thomberry là người dẫn đầu phái đoàn gồm 12 dân cử liên bang Hoa Kỳ đến Việt Nam. Và cũng theo tờ báo mạng Florida Politics.com, thì nữ dân biểu gốc Việt đã chụp hình với ông John McCain, là cựu tù binh chiến tranh Việt Nam, ngay bên ngoài nhà tù mà ông John McCain từng bị cộng sản giam giữ cách đây hơn 40 năm. Bà Stephanie Murphy thuộc đảng Dân chủ tiểu bang Florida đã thắng cử vào Hạ viện Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 2016 và hiện nay đang là thành viên của Ủy ban Quốc phòng cũng như Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ của Hạ viện Hoa Kỳ. Bà là phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ và hiện nay là dân cử gốc Việt cao cấp nhất của nước Mỹ. Kêu thưa quý vị, tạc nước và mặt phó thị trưởng Tyler Diệp, một nữ nhà báo bị bắt. Tin từ báo người Việt cho hay, nhà báo Minh Ngự sáng lập kim chủ bút tạp chí tiểu thuyết bị cảnh sát bắt tối thứ Sáu, 2 tây tháng 6, sau khi tạt nước và mặt phó thị trưởng Westminster là ông Tyler Diệp ngay trước cửa nhà hàng Ngọc Sương thuộc thành phố Westminster. Theo lời kể của ông Lê Diệp thì từ khi ông bước ra cửa nhà hàng thì đã bị bà Minh Ngữ tạt nước vào mặt rồi nói bằng tiếng Anh rằng You are impolite, I will take you down. Tạm dịch là ông là một người bất lịch sự, tôi sẽ hạ ông xuống. Ông Diệp kể tiếp rằng sau khi đó ông đã gọi cho cảnh sát, cảnh sát đã đến thẩm vấn cả hai phía rồi còng tay bà Minh Ngữ đưa đi. Còn phía bà Minh Ngữ cho hay việc vì, vì đang trong vụ kiện nên luật sư không cho phép nói nhiều. Tuy nhiên thì trên trang báo tiểu thuyết được đăng trên trang Facebook của bà kể lại rằng sau khi về đồn cảnh sát bà ký nhận giấy phạt rồi về theo đúng luật. Cũng theo sự tường thuật trên báo tiểu thuyết, cả bà Minh Ngự và ông Thay Diệp cùng tham gia buổi gây quỹ của nghị viên Kimberly Hồ tại nhà hàng Ngọc Sương tối thứ Sáu, 2 tây tháng 6. Bà Minh Ngữ cho rằng chuyện tạc nước không phải là chuyện đe dọa đến tính mạng để phải gọi cảnh sát. Nhưng ông Thay Diệp muốn gọi cảnh sát làm lớn chuyện trả thù cho các quan thầy từng bị báo tiểu thuyết vạch trần sự thật, không ngoài mục đích dàn mặt người cầm viết trung thực. Còn ông phó thị trưởng giải thích việc tại sao gọi cảnh sát rằng tôi muốn cơ quan công lực truy tố việc này tới cùng vì không muốn có người khác trở thành nạn nhân của bà Minh Ngữ sau này. Ông nhấn mạnh nếu chúng ta dung túng cách hành xử lưu manh của bà Minh Ngữ thì xã hội sẽ loạn và ai sẽ tuân thủ luật pháp nữa. Tuy nhiên, bài báo không tường thuật trong hoàn cảnh nào đưa đến việc bà Minh Ngữ tạt nước vào mặt ông phó thị trưởng Tyler dịp Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của đài SCT trên băng tầng 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19 qua sự trình bày của Mỹ Lan và đưa Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị với sự theo dõi này và kính chúc quý vị một đợt ngày đầu tuần thật nhiều bình an. Xin kính chào quý vị.